Hello, xin chào. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới trở lại với kênh Vlog và hôm nay chúng tôi có một buổi chụp tại Vinham. Tất nhiên là không phải là bên này. Giờ anh Hoành đang sau khi uống xong lọ Les cà phê thì đang trong quá trình setup máy để chuẩn bị đi gặp các chị. Ok. Súng to không lo chết đói. Trẻ em phụ nữ đi ra đi vào. Sắp tới thì là mùng 8 tháng 3. Cũng bật mí luôn à. Trước 8 tháng 3 chúng tôi sẽ có một siêu phẩm. Không phải là siêu phẩm mà là một clip rất là vui nhộn sẽ tung ra cho các bạn. Cùng chờ đón nhá. Và bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu tiến vào bên trong để chuẩn bị quá trình chụp cho buổi chụp ngày hôm nay tại Vinham. Tất nhiên vẫn không phải là bên này nhá. Đây là Vinham. Đó. Và anh Hoành đang trên đường di chuyển. Nếu như các bạn không biết thì Vinham được xây dựng từ năm bao nhiêu tôi cũng không biết. Nhưng mà đây là một trong những nhất bãi cháy. Đúng rồi. Là một trong những khách sạn hay là nhà hàng xịn xó nhất bãi cháy, các bạn có thể thấy. Yes, 5 sao. Chúng tôi sẽ bắt đầu tiến vào bên trong để gặp gỡ khách hàng. Ok, let's go. Thân thiện. Chào bạn. Và ngoài ra trong quá trình bắt đầu chụp cho các chị. Siêu mở ra có thể thấy là dàn đèn kỳ ấn tượng với những nút bút. Thứ đều có chiếc bụng béo của anh Hoành lo. Sao lại tối? Thứ để thấy là sáng của các cô không là vấn đề. View cực kỳ khủng. Bây giờ mình ngồi nha, góc nhìn ra hải đăng. Tôi làm rất kiểu cái đi, chị 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 đi,
ra là xem sự chuyên nghiệp của những kinh nghiệm cực kỳ quan trọng khi đi thử. Dạ, quan trọng nhất. Chia sẻ một chút về kinh nghiệm thử đám đông. Đó chính là nếu như mà thử đám như này thì những người cao thấp không đều nhau. Và đến một công cụ hỗ trợ là chiếc ghế ấy. Để nhìn từ trên cao xuống thì đó chúng ta sẽ thấy một người thấp sẽ không bị vất vả. Vẫn vừa. Chúng ta tốt hơn khi mà chúng đông người đó là cho người sau đứng lên ghế. Nó vô cùng đẹp. Em phải nhìn xem tay chân nó có đúng không? Tốt hơn khi mà chúng đông người đó là cho người sau đứng lên ghế. Bình tĩnh ạ. Ok. Nó vô cùng đẹp. Em phải nhìn xem tay chân nó có đúng không? Tốt hơn khi mà chúng đông người đó là cho người sau đứng lên ghế. Hai vợ chồng đi mãi theo. Chỉ một mình. Chú ấy chủ cho một kiểu rất đẹp. Hôm nay chỉ mong kết thúc xong buổi chiều. Chăm sóc các chị cực kỳ tốt. Yes. Ừ, có thể di chuyển ra bên ngoài đây. Rất là nhiều khách đang check in bên ngoài. Thì con thuyền này dã man luôn. Nó di chứng là nó có lẽ nào. Yeah, ở đây rất là đông. Nếu mà ngửa lên trên chúng ta thì sẽ thấy dàn đèn kinh khủng. Chúng tôi sắp có rất nhiều dự án ở bên đây. Ví dụ như là việc đi về việc uống trà đá. Wow, buổi tối rất là xịn sò. Ok, rồi bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu di chuyển về. Chúng tôi sẽ đổi từ nghề thợ ảnh sang làm thợ sơn. Let's go. Ten 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 ten